Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn Tiểu thuyết Câu Kiếm của tác giả từ Kim Phụng Phần thứ tư Lúc ấy bọn trương cổ cổ đã biết bà cổ đứng ở trên bờ tường kia là ma cô cắt diễm Anh ấy đều hoảng sợ vô cùng không ngờ ba đại ma đầu đã ẩn cư lâu năm nay lại xuất hiện ở tăng gia bảo cùng một ngày như thế các diệm bước lên một bước chân y thị bước trống không chứ không bước vào đâu cả chân này vừa bước ra chân kia lại bước theo ngay người của y thị không rớt thẳng xuống mà chỉ từ từ giáng xuống tựa như trên không có một cầu thang vô hình mà y thị đang bước trên cầu thang từ từ đi xuống vậy chỉ trong nháy mắt các diệm đã đứng yên ở trên mặt đất rồi lão muội bảo năm đệ tử rằng các con mau lên chào các sư thúc đi bốn người đầu to với người đàn bà vừa gầy vừa cao cũng tiến lên vái chào Các diệm đàng hoàng nhận cái vái chào của năm người đó Các diệm ngắm nhìn năm đệ tử của lão muội một hồi rồi gật đầu nói năm đệ tử này của đại ca người nào người ấy gân cốt đều tốt cả lão muội thì các diệm khen ngợi vẻ mặt hớn hở đáp chúng toàn là những kẻ vô dụng hết nhưng bốn tên này là con một người đi săn giao hợp với một con linh vận đẻ ra vì chúng khác người nên sức mạnh vô cùng bốn người áo trắng đầu to ấy không cho mình là người lai vận là một việc sỉ nhục trái lại chúng ra vẻ đắc chí vinh váo nhìn ngang nhìn ngửa là khác thiên cường nghe thiên lão muội nói kinh ngạc vô cùng nghĩ thầm thảo nào mình ngắm đi ngắm lại thấy bốn tên đầu to này chỉ có bảy phần giống người thôi thì ra chúng là nửa người nửa vận một giống người quái dị lão muội lại nói tiếp cát hiền muội năm xưa khi hay tin hiền muội tự tận ngô huynh thương khóc chỉ muốn chết cát diệm vội giơ tay lên xua ngang mấy cái đỡ lời đó là câu chuyện năm xưa đã qua rồi đại ca còn nhắc nhở làm chi xưa nay lão muội vẫn nghe lời cát diệm nên bây giờ y thấy cát diệm vừa nói thế liền vâng lời ngay phải chuyện cũ dích ấy còn nhắc lại làm chi Hình như câu chuyện y nhắc nhở hồi nãy là người khác nói chứ không phải y nói vậy. Các diệm đưa mắt nhìn từ từ qua mọi người một lượt. Khi nhìn đến cha con tăng trọng y thị bỗng cười và hỏi. Hả hà, hà, hà. Chúng ta tới đây làm gì nhỉ? Lão cương thì đã trộm được tăng bảo chủ sao không hạ thủ ngay còn có dụng ý gì nữa? Lão muội vừa cười vừa đỡ lời. Ái nữ của lão cương thì đã bị con chim điêu bắt cóc đi rồi. Nếu y giết tăng trọng thì làm sao mà lấy lại được con gái của y? Cát Diễm kêu ủa một tiếng nói tiếp. Lão cường thì như vậy kể cũng ân hận thật. Đã mấy chục năm nay ta chưa bước chân vào giang hồ. Ngờ đâu lần đầu tiên tái xuất giang hồ mà kẻ địch số một lại là lão. Thiên dân yêu thi sầm nét mặt lại cởi nhạt hỏi. Hơ thật ư. Ừ. Cát Diễm lại nói tiếp. Mộ này thấy lão hai tay cắp hai người như thế. Thì làm sao địch nổi mộ này cơ chứ Lão hãy tự giữ lấy thân mình thì hơn Nói thế đó y thị dung người một cái mớ tóc bạc đã tung bay Và người đã lướt về phía trước mấy bước liền Yêu thi nhảy xuống đất rồi trước sau vẫn cứ đứng yên tại chân tưởng không hề cử động chút nào Bây giờ y thấy cắt diễm tới gần mình Hai tay của y đột nhiên hất mạnh một cái Hai cha con tăng trọng đã bị ném tung lên Dù sao tăng trọng cũng là nhân vật hạng nhất trong giang hồ Vừa rồi vì xuất kỳ bất ý y bị yêu thi chộp lấy làm cho công lực mất hết mà phải chịu để yên cho yêu thi kiểm chế. Bây giờ vừa tông y lên cao, người y đã linh hoạt ngay, y vội ướn người thẳng một cái và giơ tay ra chộp lấy thiên cường cũng vừa bị ném tông lên. Tiếp theo đó y lại nhún người lên cao năm sáu thước nữa đồng thời y hô lên, chạy mau. Tăng trọng cũng biết nếu lúc này mà không chạy đi thì không còn dịp may nào đào tẩu được nữa. Sợ thật y cũng biết Yêu thi bảo y chạy đi Nào có bụng tốt gì đâu Và lại lúc này chạy thì được ấy Nhưng y lại nghĩ Y đã tốn mấy chục năm tâm huyết mới sáng lập được cơ nghiệp này Một cây một cỏ một viên gạch một hòn đá Cũng đã tốn rất nhiều công phu Mới gây nên được Nếu lúc này bỏ đi thì tất nhiên không còn hy vọng Quay trở lại Nên y bỏ chạy ngay cũng không phải là chuyện dễ Lúc ấy nếu tăng trọng không do dự gì cả Nhảy qua hàng rào tường thì cũng có thể đào tẩu được đấy Nhưng vì ý nghĩ đến cơ nghiệp trong lòng rất luyến tiếc Cũng vì sự do dự đó mà y không sao vận được chân khí lên nữa Không thể vượt qua hàng rào tường thì chớ Người y còn bị chầm xuống ba thước Yêu thi lại quát lớn Quý hồ tính mạng còn sống thì vật quý báu đến đâu mà chả tìm được Người không chạy còn định ở lại làm chi Y vừa nói vừa dơ xong chẳng nên đẩy mạnh hai thế hai luồng trưởng phong dồn cho hai cha con tăng trọng bắn ngay lên cao ba thước cát diễm thấy thế liền cất tiếng cười rất quái dị rồi giơ tay lên vẫy một cái trong tay của y thì đã có một chùm ánh sáng bạc bắn ra thoát khỏi tay áo chùm sáng bạc ấy chỉ tựa như một cái cầu vồng nhưng khi lên tới trên cao thì đã tản ra thành một đám mây bạc nhìn lên trên trời có ánh bạc lấp lóe làm không ai biết đó là vật gì chờ tới khi trông thấy thì ra là một cái lưới bạc rất to và mỏng như cánh ve Ngồi chỉ trong nháy mắt nơi bạc đó úp chụp được hai cha con tăng trọng lão muội bỗng lớn tiếng hỏi bành phát thần công của băng phách tiên tử sao lại ở trong tay của hiển muội thế nghe tiếng nói hiển nhiên y đã bị khích động vô cùng không nghe cát diệm trả lời chỉ thấy bà ta kéo tay lại một cái cha con tăng trọng đã từ trên không lọt vào trong võng rất mau mọi người vẫn có thể thấy rõ cha con tăng trọng đang cựa quậy ở trong lưới ngờ đâu càng chống cửa bao nhiêu cái lưới bạc ấy càng thu chặt lại bấy nhiêu các diệm lại thuận tay tung cái lưới ấy lên và nói lão muội đại ca mấy thầy trò trông nom hộ tiểu muội hai người này tiểu muội sẽ đem đi lãnh công đại ca không trách cứ tiểu muội đấy chứ lão muội vội đáp không khi nào nhưng cái lưới này y vừa nói tới đó thì thiên sơn yêu thi đã nhảy sổ lại chìa mười đầu ngón tay ra tấn công các diệm luôn Lão muội vội rút lên một tiếng và xông lên trống đỡ hộ cát diệm. Thế là y với yêu thi hai người ác chiến luôn. Còn bốn tên to đầu cũng kêu la mấy tiếng quái dị và nhảy lại tấn công trương cổ cổ với tu trúc. Cổ cổ vừa trả đũa vừa mắng trời. Bốn quái nhân kia sức lực mạnh vô cùng, da thịt lại cứng rắn. Dù có bị trương cổ cổ và tu trúc đánh chúng một vài trưởng cũng không việc gì. Nên nhất thời tu trúc và cổ cổ hai người cũng không làm gì nổi chúng. Trong lúc trận đấu của đôi bên đang kịch liệt Thì Cát Diệm đã vác cha con tăng trọng lên vai Nhảy lên bờ tường rồi nhảy ra bên ngoài đi luôn Tăng trọng với thiên cường bị cái lưới thần cuốn chặt Cảm thấy như nằm trong hầm băng giá lạnh côn tả Càng dãy dọa bao nhiêu cái lưới càng thu chặt bấy nhiêu Hơi lạnh còn sông vào trong người không khác gì một tảng băng lớn để chặt Thiên cường đã giá lạnh đến nỗi không sao nói lên tiếng được Còn tăng trọng thì vận khí hộ thân và một mặt lại trông non cho con nhưng hai hàm răng của y cũng run cầm cập y chỉ cảm thấy có người vác mình lên vai đem đi thôi còn người đó là ai y không sao biết được nửa tiếng đồng hồ sau y thấy mình bị đặt xuống đất rồi đột nhiên chân tay mình mẩy co rỗi như thường và thấy trước mắt có ánh bạc sáng trói loại y mới biết đối phương đã lôi mình ở trong cái lưới ra y vừa đứng ngay dậy hít một hơi thật mạnh và định thần nhìn kỹ y thấy cát diệm đã thu cái lưới thần ấy lại và đang lạnh lùng nhìn mình Y vội rơi một trưởng lên ngực và hỏi Bằng hữu họ cát kia Thế ra bằng hữu mới là người Tới lấy tính mạng của tăng mỗ phải không Hả hả Tăng mỗ không biết có tài đức gì Mà lại cảm phiền đến nhiều cao thủ hạng nhất Chiếu cố đến tính mạng của mình như thế Thiên sơn yêu thi Tuyết sơn lão muội Ma cô cát diệm Tại sao lại đến tăng gia bảo để lấy tính mạng của tăng trọng ngoài ba cao thủ tuyệt đỉnh ấy ra sao lại còn có cả hắc cô lâu kê dương cũng nhúng tay vào vì vậy tăng trọng thắc mắc không hiểu lúc này tăng trọng tự tin địch không nổi cát diệm nhưng dù có chết cũng phải chết một cách minh bạch cho nên y mới lên tiếng hỏi ngờ đâu cát diệm lại không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn y một lát sau y thị mới móc túi lấy một gói đồ ra ném xuống mặt đất cát diệm nói trong này có hai cái mặt nạ ra người làm rất khéo léo Hai người cứ đeo nó vào là có thể thay hình đổi dạng. Từ nay trở đi hãy thay tên đổi họ đừng có đi lại ở trên giang hồ nữa như vậy mới có thể bảo tồn được tính mạng. Tăng trọng dù nằm mơ cũng không ngờ Cát Diệm lại nói những lời nói ấy với mình y thắc mắc tự hỏi. Cát Diệm nói như thế có ý nghĩa gì? Chả lẽ y thị đem cha con ta ra đây là có ý muốn cứu cha con ta thoát chứ hay sao? Sự thật y có biết đâu Cát Diệm làm như thế là có mục đích riêng. Tăng Trọng cứ ngẩn người ra nhìn Cát Diệm không biết trả lời như thế nào cho phải. Cát Diệm thấy thái độ của Tăng Trọng như vậy lại nói tiếp: "Nếu ngươi không nghe lời ta, ngươi sẽ chết không có chỗ mà chôn." Tăng Trọng vội hỏi tiếp: "Các hạ." Ngờ đâu y mới nói được một câu thì Cát Diệm đã lướt ra ngoài xa răm ba trận. y định gọi tiếp thì Cát Diệm đã vòng qua góc núi đi mất dạng rồi, y biết có đuổi cũng không kịp đánh đứng ngẩn người ra ở đó. Còn thiên cường ở trong lưới thần chui ra Đến bây giờ vẫn cứ đứng nửa mê nửa tỉnh Nếu không nhờ có cha dùng nội lực dồn sang người chẳng luôn luôn Thì có lẽ chẳng đã chết giết khi vẫn còn ở trong cái lưới thần rồi Một đó so chẳng mới từ từ tỉnh lại Nhưng vẫn ngồi trên mặt đất chứ không hề đứng dậy được Tuy vậy cắt diệm đang nói gì chẳng đều nghe rõ một một Thấy cắt diệm đã đi mất dạng rồi chàng mới lên tiếng hỏi Thân phổ người đàn bà ấy là ai thế? tăng trọng chậm chậm đáp. Y thị làm ma cô cát diệm ba mươi năm trước tiếng tăm lồng lẫy giang hổ Lòng hiếu kỳ thúc đẩy thiên cường lại hỏi tiếp. Thân phổ có quen biết bà ta không? Tại sao bà ta lại ra tay cứu phổ tử chúng ta như thế? Tăng trọng lắc đầu gượng cười một tiếng rồi đáp. Không hiểu tại sao y này đến kiếm cha con ta rồi bắt đem đi. Và cũng không hiểu tại sao y thị lại tha cho cha con chúng ta như vậy. Thiên Cường gượng đứng dậy đi tới gần cái gói cúi xuống nhặt mở ra xem bên trong có hai mặt nạ da người chế tạo rất khéo léo. Chàng cầm tới trước mặt cha và nói tiếp: Thưa thân phụ quả có hai cái mặt nạ thật, thân phụ với con mỗi người một cái. Chàng vừa nói thì tăng trọng bỗng quay lại quát lớn, cầm mồm. Thiên Cường không ngờ thân phụ mình bỗng nổi giận và quát tháo, giật mình nhảy bắn người lên nuôi về phía sau mấy bước thì thấy bộ râu sồm của tăng trọng đều dựng ngược lên hiển nhiên tăng trọng đó tức giận khôn tả một lát so tăng trọng mới nói ta phiêu bạt giang hồ suốt đời dưới đao dưới trưởng đã giết chết không biết bao nhiêu người bình sinh ta kính trọng nhất những người không tham sống sợ chết ghét nhất những tiểu nhân rụt đầu rụt cổ sợ sệt nịnh hót bở đỡ ta là người trong võ lâm dù có chết ở trong tay ai đi chăng nữa cũng chỉ tự cho tài ba của mình chưa học đến nơi đến trốn Xúc sinh sao ngươi dám bảo ta ẩn tích mai danh để sống như ngày tháng không dám trông thấy mặt ai như vậy. Thiên cường cứ đứng yên mà nghe không nói được nửa lời. Nhưng dây lát tăng trọng thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Thế nào ta cũng phải tồn ra mới tăng ra bảo. Hai cái mặt nạ ra người này con cứ giữ lấy mà rộng. Thiên cường ướn ngực ra đáp. Nếu thân phổ nói vậy thì chả hóa ra con là kẻ tiểu nhân giấu đầu hở đuôi hay sao. Tăng trọng hạ thấp giọng xuống nói tiếp con với ta giống nhau sao được nếu con cũng theo ta đi phó nạn như vậy thì thật hồng tráng đấy nhưng nếu hai cha con ta cũng chết một cách bất minh bạch thử hỏi lấy ai để trả mối thâm thủ này thiên Cường lòng đau như dao cắt từ khi ra đời đến giờ chàng chỉ sống những ngày tươi đẹp và hạnh phúc thôi nên chàng chỉ tưởng mang cái tên tăng gia bảo ra là có thể dương danh với thiên hạ ngay Thiên Cường thì thân phụ mình được mọi người kính ngưỡng như thế lại tưởng thân phụ mình là người vô địch thiên hạ. Ngờ đâu bây giờ chẳng mới biết núi cao còn có núi khác cao hơn. Hai cha con hiện giờ đã lâm vào tuyệt cảnh. Chàng cảm thấy đau lòng khôn tả chỉ mong làm sao trong phút chốc mình có tài ba kinh thiên động địa để mà đối phó với hoàn cảnh bi đát này. Nhưng tài ba có tới một cách dễ dàng đâu. Tăng trọng sầm nét mặt lại nói tiếp. Đeo ngay lên, mau đeo cái mặt nạ ra người vào Thiên Cường do dự dây lát nước mắt nhỏ ròng ròng rồi lặng lặng đeo cái mặt nạ ra người lên. Lúc này chàng đã biến thành một đại hán trung niên sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt của chàng lại đỏ bừng ngay. Tăng trọng ngạc nhiên vô cùng lại gần xem kỹ. Mới hai mặt nạ ấy vừa mỏng vừa trong suốt có thể trông thấy được cả sắc mặt của bản thân biến hóa như thế nào. Nếu không để ý xem xét thật kỹ lưỡng thì không sao biết được Thiên Cường đã đeo mặt nạ. Thiên Cường mặt đỏ bừng hỏi có phải thân phụ muốn con nhẫn nhục để sống trộm đấy không? Tăng trọng đáp. Phải, ta còn muốn con cao chạy xa bay, muốn con sau này trả thù cho ta. Thiên Cường lại hỏi tiếp, kẻ thù của chúng ta là ai? Một cái vòng tròn có ba chấm như thế nghĩa lý gì? Tăng trọng thấy con mình hỏi như vậy, mặt bóng biến sắc, quay người chạy thẳng về phía trước vừa chạy vừa nói. Con nên nghe lời ta, nếu con là hiếu tử, còn kẻ thù là ai quý hồ con chưa chết, không chóng thì chạy thế nào cũng biết võ công của kẻ thù mạnh hơn con nghìn lần lúc này con hỏi để làm gì thiên cẩn thấy thân phụ mình càng chạy càng xa và chạy thẳng về phía tăng gia bảo chẳng biết thân phụ đã quyết chí liều chết rồi nhưng dù lúc này thân phụ mình về tới tăng gia bảo mà thiên sơn yêu thi không giết đi chăng nữa biết đâu lại chẳng có cao thủ khác đến tầm thổ như vậy rốt cuộc vẫn không sao thoát chết được chàng càng nghĩ càng đau lòng khí huyết trong người dạo rực rồi đột nhiên khạc một khẩu máu tươi ra người thì lui về phía sau một bước ngã ngồi phịch xuống đất đã ngồi xuống đất rồi chàng không sao bò dậy được nữa và trong lòng đau đớn khôn tả một lát sau có tiếng vó ngựa đằng xa vọng tới chàng gợn ngẩng đầu lên thấy một ông già râu bạc lưng đeo trưởng kiếm khí độ rất ông dung sắc mặt bóng bẩy đang phóng ngựa tới ông già phóng ngựa tới gần thấy thiên cần ngồi ở dưới đất liền gò cương ngựa cho đứng lại và hỏi tại sao các hạ lại bị thương nặng như thế thiên Cần nhắm mắt lại không muốn trả lời ông già nên nhảy xuống đất đi tới cạnh chàng giơ tay ra nắm cổ tay chàng để thăm mạch mồm thì nói các hạ bị thương nặng lắm đây lão có một viên thuốc uống rồi sẽ khỏi ngay thiên Cần ngẩn người mở mắt ra đã thấy ông già cầm một viên thuốc ở trong tay chẳng vội hỏi cụ cụ là ai ông già tổm tỉm cười đáp lão phu họ tống tên mang thiên cường nghe nói kêu ủa một tiếng và hỏi cửu nguyên kiếm khách tống mang tống đại hiệp đấy à chàng nói xong sực nhớ tới tiếng tam của tống mang rất lẫy lừng võ công rất cao sao không mời ông ta đến tăng gia bảo để giúp thân phụ mình một tay có hơn không nghĩ như vậy chàng vội nói tiếp tống đại hiệp mau đi đi đến tăng gia bảo cửu nguyên kiếm khách nghe nói ngẩn người ra ủa sao ngươi lại bảo lão phu đi tăng gia bảo chính lão phu đi tăng gia bảo đây Thiên Cường nói tiếp. Thế ra Tống Đại Hiệp định đi tăng gia bảo đấy. Thiên Cường nói tới đó giật mình đến thoát một cái vội ngắt lời ngay và xoay giọng hỏi. Đại Hiệp đi tăng gia bảo làm gì thế? Tống mang đáp. Lão Phu có một việc cần muốn thỉnh giáo thiết điêu tăng trọng. Trong lúc y nói câu chuyện ấy vẻ mặt rất lạnh lùng. Tuy y dùng hai chữ thỉnh giáo nhưng có vẻ hàn học lắm. Thiên Cường thấy thế rất phẫn nộ liền vứt ngay viên thuốc kia xuống đất và quát lớn. Người đi đi, đi đi. Chàng vừa nói được hai câu, mồm lại hộc máu tươi ra liên tiếp. Tống mang kêu hờ một tiếng rồi nói tiếp. Ngươi thật không biết xấu tốt gì hết, thôi lão phu cáo từ đây. Y nói xong chỉ thấy thân hình hơi rung động một chút đã phi lên ngựa và phóng về phía trước tức thể. Thiên cần nhìn theo nghĩ, Y đi tăng ra bảo chuyến này thân phụ mình thế nào cũng bị phiền phức và thế nào cũng hung nhiều hơn cát. Chàng vừa nghĩ tới đó thì thấy mặt mũi tối sầm, mắt mở đom đóm rồi ngã lan ra chết giấc luôn. Không biết trải qua bao lâu chẳng cảm thấy có những luồng gió mát thổi tới rất dễ chịu khôn tả. Tiếp theo đó lại có những tiếng gió kêu vồ vồ nghe rất đinh tai. Chàng gượng chấn tĩnh tâm thần mở mắt ra nhìn, liền thấy hai con chim điêu đang đứng ở trước mặt mình. Chàng lắc đầu mấy cái bụng bảo dạ, chẳng lẽ ta chưa lai tỉnh chăng, chả lẽ đây là ảo mộng chăng. Bằng không mấy con chim điêu đã bay đi xa rồi, Sao bây giờ chúng nó lại đứng ở trước mặt ta như thế này? Trong lúc chẳng lắc đầu thì hai con chim điêu đã vỗ cánh, vươn cổ kêu. Chàng vừa kinh ngãi vừa mừng rỡ, nhất thời không biết hơi sức ở đâu tới đột nhiên nhảy lên ôm chặt lấy cổ con chim điêu. Chàng với mấy con chim điêu gần gũi nhau từ hồi nhỏ đến giờ. Tuy người và chim khác nhau, nhưng chàng với mấy con chim điêu lại rất thương nhau. Có lẽ mấy con chim này còn thương chàng hơn cả tăng trọng. Chàng chết giấc vừa mới lai tỉnh trong thấy chim y như gặp người nhà hay bà con vậy chàng chỉ muốn khóc ngay nếu hai con chim điêu ấy là người thật có lẽ chàng đã khóc òa lên rồi tuy vậy chàng vẫn đưa tay ra ôm lấy cổ của chúng đột nhiên con chim lớn nhất vỗ cánh bay lên cao chàng giật mình kinh hãi vội cúi đầu nhìn xuống bên dưới thấy mình đã bị con chim ấy đem lên cao đến năm trượng rồi chàng vội hỏi ngươi bay lên làm gì thế hai con chim điêu đều lớn tiếng kêu mấy tiếng Chàng hiểu ngay chúng bảo mình đừng có buông tay cứ ôm chặt lấy cổ con chim lớn. Chàng chơi với chúng từ hồi nhỏ đến giờ thỉnh thoảng vẫn cưỡi chúng bay lên cao, rất biết rõ tính nết của chúng. Con thứ hai cứ bay ở bên dưới con kia trừng vải thức, hình như nó đề phòng thiên cường nhớ bị rớt, nó liền đỡ luôn vậy. Thiên cường nằm yên ở trên lưng con chim điêu rời hỏi, có phải chúng ta quay về tăng gia bảo không, vừa rồi lại có thêm một kẻ địch đi tăng gia bảo đấy. Nhưng con chim ấy chỉ vỗ cánh hai cái, để trả lời cho chàng hay là không phải bay trở về Tăng Gia Bảo đâu. Lúc ấy chàng ở trên trời không có thể trông thấy Tăng Gia Bảo ở cách khá xa. Nhà cửa của Tăng Gia Bảo chỉ bằng những nhà bằng gỗ mà chàng vẫn chơi hồi còn nhỏ. Quảng trường rất rộng lớn. Trong bảo chỉ to bằng một cái mặt ghế đầu. Giữa quảng trường đang có mấy người to bằng hạt đậu đang di động. Nhưng chàng không sao thấy rõ những người ấy là những ai. Chàng nóng lòng sốt ruột vô cùng liền la lớn Bay về đi bay về bảo đi Nhưng hai con chim điêu không nghe lời chẳng Càng bay càng xa một lát sau đã không thấy tăng gia bảo đâu nữa Hai con chim điêu cũng bay cả về phía tây Không bao lâu chúng đã bay tới trên dãy núi ở phía tây tỉnh Hồ Nam Thiên cờ nhìn xuống chỉ thấy rừng núi dài liên miên như không bao giờ hết Chàng đã bị thương nặng đã mất sức lại kêu la mấy tiếng vừa rồi Nên hiện chàng cứ thở hổn ha hổn hẹn và không dám lên tiếng hỏi hai con chim bay đi đâu nữa nửa tiếng đồng hồ sau chàng bỗng nghe bên dưới có tiếng chim điêu khóc kêu vọng lên hai con chim điêu đã bắt đầu bay lượn xuống thấp chỉ trong nháy mắt chúng đã xuống gần tới đỉnh ngọn núi hai sườn núi ở bên dưới cao và thẳng tuột như hai tấm bình phong đá của hai sườn núi đen nhánh và phẳng lì giữa hai vách núi ấy có một cái khe rộng chừng ba trượng hình như là cái hố rất sâu vậy hai con chim từ từ bay xuống cái hố sâu ấy chúng càng bay xuống thấp bao nhiêu càng cảm thấy tối om và giá lạnh bấy nhiêu tựa như vào một thế giới khác vậy hơi lạnh bốc lên giá rét buốt xương khiến chẳng không sao chịu được liền hắt hơi mấy tiếng đột nhiên chẳng thấy dưới đáy hố sâu có một vòng lửa rất sáng vòng lửa ấy đường kính dài hơn trượng chàng còn trông thấy cạnh vòng lửa có những cái bóng gì đang cử động nhưng chẳng không trông thấy rõ đó là gì một lát sau so, chàng đã trông thấy giữa vòng lửa có một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngẩn mặt lên nhìn. Khi chàng trông rõ thiếu nữ thì con chim cống chàng đã hạ xuống bên dưới đất nhanh và chỉ thoáng cái đã xuống tới mặt đất ngay. Hai tay ôm cỏ con chim quá lâu, thiên cẩn đã cảm thấy tê tái và mệt hết hơi rồi nên vừa thấy chim đậu xuống mặt đất chàng vội buông tay ra và té lăn xuống mấy vòng. Chàng gợn ngẩn, ngẩn đầu lên nhìn, mới hai thiếu nữ áo trắng kia chính là Bạch Nhược Lan, con gái của thiên sơn yêu thi chàng liền hờ lên một tiếng rồi hỏi cô nương ở đây ư nhọc lan tỏ vẻ hờn giận đáp công tử lại còn hỏi nếu không phải mấy con súc sinh kia thì khi nào ta lại tới nơi đây bây giờ công tử tới nơi hay lắm mau bảo chúng đưa ta ra khỏi chốn này đi thiên cường cười nhạt một tiếng rồi đáp từ xưa tới nay tăng gia bảo có thù oán gì với cha con cô đâu sao bỗng dưng cha con cô lại tới sinh sự Hờ ừ, có muốn ra khỏi cái hố sâu này ư ừ, có lẽ khó lắm. Nhược Lan nói, nếu người không sai bốn con chim điêu đem ta đi thì ta đi sao nổi. Nàng vừa nói vừa giơ tay ra chộp thiên cẩm. Lúc ấy thiên cẩm muốn rằng tay ra thì phải đứng dậy. Chàng đang bị nội thương rất nặng thì đứng lên sao nổi. Nhưng chàng lại không muốn tỏ vẻ hiền yếu trước mặt Nhược Lan nên cố vươn người một cái. Tuy đã đứng dậy được nhưng chàng lại kêu ối trả một tiếng. Vết thương ở trước ngực đau nhức chịu không nổi chàng nên phun luôn một khẩu máu tươi ra. Khẩu máu ấy phun ra khá xa, bắn ra ngoài vòng lửa, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao một thổi. Sau khi chàng phun khẩu máu tươi ấy ra rồi liền cảm thấy đầu óc trắng vắng mặt mũi tối tăm và lại ngọn lửa cứ lấp lé trước mắt. Chàng làm sao mà trông thấy rõ được vật gì ở ngoài đống lửa xôn xao như vậy. Đồng thời chàng chỉ gượng nhìn được một cái rồi ngã lăn ra đất, tuy vậy chàng vẫn còn nghe thấy nhật lăn hỏi ủa thế ra công tử bị thương đấy ư thiên cường vừa hổ thẹn vừa khó chịu nhưng vẫn gượng đáp tôi bị thương thì việc gì đến cô chàng vừa nói vừa cố hết sức làm cho mình tỉnh táo và lắc đầu một cái Cho tới khi chàng có thể trông thấy được những vật gì ở trước mặt mới hay đó là một bộ mặt rất xinh đẹp bộ mặt ấy chỉ cách mặt chàng chưa đầy gang tấc tưởng chừng như mọi thứ hương thơm từ người nàng đang lan tỏa xung quanh khuôn mặt của chàng vậy mặc dù đang còn mang trọng thương Thiên Cường cũng không khỏe trải qua phút giây ngây ngất. Một lát sau chẳng như bừng tỉnh và hỏi ngay Nhược Lan. Tại sao thân phụ cô và những người kia đến tăng gia bảo để sát hại thân phụ ta? Nhược Lan có vẻ chán nản lắc đầu. Ta cũng không biết nữa như vậy đổ thấy việc này không liên can gì đến ta. Thiên Cường nhìn Nhược Lan hồi lâu và không sao nói được nửa lời. Chàng cảm thấy Nhược Lan hình như là người không coi trọng việc gì cả. Rồi việc tay đình đến đâu nàng cũng không để ý đến. Hai người mù đuổi giết Tống Nhiên nàng có thể nhận tội đó vào đầu mình. Thân phụ nàng đến tăng gia bảo sinh sự, nàng lại làm như không liên can gì đến mình cả. Trong hình dáng của nàng thì không có vẻ gì là hung ác nhăm hiểm. Nghĩ thế đó chẳng không hiểu tại sao giữa người với người lại có sự phức tạp đến thế. Nhật Lan bỗng thò tay vào áo bên trái lấy một viên thuốc bao giáp đưa cho chàng và nói. Đây là thuốc cứu thương của thân phụ ta chế ra. Tên của nó dài lắm, ta không nhớ được công tử uống đi sẽ khỏi đấy. Thiên cẩn định không đỡ lấy viên thuốc, nhưng vì phần ngực lại lên cơn đau, cổ lại thấy hơi ngọt ngọt, hình như lại sắp phun máu tươi ra đến nơi. Hơn nữa chàng thấy vẻ mặt nhược lan rất thành khẩn khiến chàng không nỡ từ chối. Thiên cường khẽ thở dài đỡ lấy viên thuốc bao sắp, bóp vỡ vỏ bao ra, thấy bên trong có ba viên thuốc màu đỏ nho nhỏ, chàng vội bỏ vào mồm nuốt chửng luôn. Thoạt tiên chẳng không thấy gì lạ, nhưng chỉ một lát sau đã thấy nơi đơn điển có một luồng gió lạnh bốc lên chạy theo kỳ kinh bát mạch tản ra tay chân rồi chàng cứ cảm thấy mình như nằm ở trong băng tuyết vậy chàng giật mình kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn nhược lan thấy nàng ta đang đứng bên cạnh đống lửa tay cầm truy phong kiếm cứ đâm ra bên ngoài hoài không hiểu nàng đang làm gì chẳng nên tiếng hỏi cô nương tại sao uống viên thuốc đó vào lại giá lạnh như thế người ta cứ rét run nhược lan quay đầu lại vừa cười vừa đáp À phải đấy công tử nói như vậy tôi mới nhớ ra được tên của nó Tên nó là Tam Hoàn Hồn Tục Mệnh Bảo Khí Đơn Thuốc này dùng ba môn trí dương, trí âm và trí hàn luyện thành Công tử cứ yên tâm Nếu tôi định giết hại công tử thì chả cần phải cho công tử uống thuốc độc Nhọc năn nói như thế khiến thiên cường không tiện hỏi thêm Mà sự thật lúc này chàng đã run đến mỗi hai hàm răng cứ va vào nhau kêu cổng cộp Muốn nói cũng không thể nói lên lời Nửa tiếng đồng hồ sau, chàng mới thấy hết hơi lạnh và cảm thấy tinh thần đã sảng khoái nhiều. Lúc này chàng mới biết viên thuốc còn nàng tặng cho quả thật là linh đơn diệu dược Và bây giờ chàng mới trông thấy bốn con chim điêu cứ bay lên bay xuống mái. Thì ra chúng đang nhặt những cành khô vứt vào đống lửa nhờ thế đống lửa mới cháy đều như vậy. Bây giờ chàng đã đứng dậy được và trong người không còn thấy đau đớn gì hết. Chàng vội cảm ơn nhược lan. Đa tạ cô nương đã tặng viên thuốc ấy cho ta. Chàng là người xưa nay rất kiêu ngạo Cho đến lúc này mà vẫn không thay đổi Không cảm ơn người ta cứu tử mình Mà lại chỉ cảm ơn người ta tặng cho mình viên thuốc thôi Nhược Lan quay đầu lại nói Công tử đã khỏi rồi ư Lại đây xem ngũ sắc tỷ bà khiết Những con bò cạp này lạ lắm Có lẽ công tử chưa thấy bao giờ Thiên cường ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm Cái gì là ngũ sắc tỷ bà khiết Chàng vội tiến lên mấy bước Tới cạnh Nhược Lan nhìn ra ngoài đống lửa chàng liền dùng mình đánh thoát một cái vì thấy ngoài đó có rất nhiều bò cặp ngũ sắc to bằng bàn tay người một loại bò cặp vừa to vừa béo trông như một cây đàn tì bà vậy nhưng đuôi vàng lọc của nó lại vươn cao lên như một ngọn núi còn hai càng của nó cứ múa động hồi thứ sáu gặp gỡ dưới hố sâu nhược lan cười khanh khách hình như có vẻ đắc chí lắm rồi đáp công tử nói như vậy thì lầm to ta biết một vị cao nhân võ công rất cao siêu đang luyện một lò linh giật mà chỉ thiếu có môn ngũ sắc tỷ bà khiết này thôi. Nếu bây giờ có người nào đem môn này đến cho ông ta luyện thành công lỏ thuốc ấy, thì người biếu bỏ cặp tỷ bà này thế nào cũng được lợi ích rất nhiều. Thiên cường thiên nàng nói như vậy liền nghĩ thầm. Nhược Lan là con gái của Thiên Sơn Yêu Thi, mà nàng còn bảo người có võ công rất cao, tất nhiên người đó phải là một cao thủ phi thường. Nghĩ tới đó chàng vội hỏi, người đó là ai thế? Nhược Lan đáp, người đó là nàng nói tới đó lại tổm tỉm cười rồi mới nói tiếp à ta quên mất tính nhất của người đó kỳ lạ lắm không thích người ta nhắc nhở đến tên tuổi mình dù ở ngoài xa vạn dặm cũng vậy Thế anh nhắc tên người ấy là người ấy sẽ hất hơi luôn và người đó còn biết người nhắc nhở đến tên mình ở đâu liền tới đó giết chết người ta luôn vì vậy ta không dám nhắc nhở đến tên của người ấy thiên cờ nghe nhược nan nói vậy càng kinh hoàng lại nghĩ tiếp vừa rồi nhược nan nói người muốn luyện một lò thuốc Ta lại tưởng người luyện thuốc phải là một cao nhân tế thế. Ngờ đâu y là một ma đầu hung ác như vậy. Mà nàng lại là con gái của thiên sơn yêu thi. Có bao giờ nàng lại biết những cao nhân của chính phái cơ chứ? Nghĩ tới đó chàng liền cười nhạt mấy tiếng tỏ vẻ khinh thường nàng ta. Nhược Lan kêu ủa và hỏi. Công tử làm gì thế? Có phải công tử khinh thường ông ta đấy chăng? Sao công tử dám táo gan khinh thường ông ta như vậy? Ngay cả đến cha ta mà cũng không dám thất lễ với ông ta đấy. Thiên Cường liền đáp Thất lễ với thì sao nào Ngay thân phủ cô cũng không phải Chàng định nói không phải là người tốt Nhưng chàng nghĩ lại trước mặt con mà nói xấu cha người ta như thế Là vô lễ nên ngưng dây lát rồi chẳng lại tiếp Cha cô không được ai tôn kính gì mấy Nhược Lan cười và đỡ lời Công tử nói hăng lắm Về thiên sơn đông nam Thân phủ ta không sợ gì ai hết Nhưng về phía tây bắc của thiên sơn Thì thân phủ ta phải e rẻ hai người Một người lạ Nói tới đó Nhược Lan liền giơ tay lên không vẽ một cái vòng chấm ba chấm. Chàng đã thấy dấu hiệu này nhiều lần rồi, nhưng nó nghĩa là thế nào thì chàng vẫn chưa hiểu nên chàng lại hỏi luôn. Người đó là ai sao con nương lại không nói thế? Nhược Lan nghe chàng nói như vậy ngẩn người ra dây nát, bỗng thở dài một tiếng rồi làm thinh ngay chứ không dám nói ra. Thiên Cường biết Nhược Lan là người không sợ trời cũng không sợ đất, ngay cả việc giết tiết tống nhiên. Một vấn đề đại sự như thế mà nàng cũng dám gánh việc đó. Không hiểu tại sao đối với cái người có dấu hiệu vòng tròn và ba chấm như vậy nàng lại sợ hãi đến thế. Thiên Cường không tiện hỏi thêm hỏi sang chuyện khác. Thế còn một người nữa là ai? Nhược Lan dùng mũi kiếm hất một con bò cạp lên rồi lại ném xuống đất kêu bộp một tiếng và đáp. Người nữa chính là vị cao nhân đang cần dùng đến loài bò cạp này nhưng sợ thật hai người ấy. Nhược Lan nói tới đó lại ngắt lời ngay. Thiên Cường thấy thế vội hỏi. Hai người ấy làm sao? Nhật Lan chỉ lắc đầu thôi chứ không dám nói tiếp. Thiên Cường ra ngoài giang hồ một vòng mới biết tăng gia bảo mà mình thường tưởng tượng là võ lâm thái đậu. Thật sự chỉ là một đơn vị rất nhỏ trong các môn phái võ lâm. Những cao nhân võ công cao hơn tăng gia bảo rất nhiều. Trước kia chẳng cứ tưởng Thiên Sơn Yêu Thi là một nhân vật tuyệt đỉnh trong tả phái. Rồi ngoài mấy cao thủ thượng thừa cổ Phật đạo hai môn ra thì Yêu Thi không còn e rẻ ai nữa. đến giờ chàng mới biết sự nhận xét đó rất sai lầm. Thiên Sơn yêu thi không sợ những tay cao thủ của hai môn Phật Đạo mà chỉ sợ có hai người ở phía tây bắc núi Thiên Sơn thôi. Hai người đó là ai Thiên Cường chưa hề nghe biết, mà đến giờ chàng cũng chỉ biết trong đó có một người đã khiến cho cha con chàng phải phân ly, đã làm cho oai danh tăng gia bảo gây dựng được trong võ lâm mấy chục năm nay phải tan rã. Tất nhiên chàng muốn biết rõ hai người ấy nên chẳng lại hỏi. Hai người ấy làm sao tại sao cô ngưng chỉ nói được một nửa rồi thôi. Nhược Lan gượng cười đáp. Việc này công tử không thể trách ta được. Ngay cả thân phủ ta mà thấy họ cũng phải nể sợ. Thì ta đâu dám nói bậy nói bạ sau lưng họ. Nếu công tử muốn biết rõ tình hình của họ thì cứ đi đến đó hỏi họ là biết ngay. Thiên Cẩn nổi giận đáp. Tại sao ta phải đi gặp họ? Nhược Lan tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Ủa lạ lùng thật chẳng lẽ công tử không muốn trả thù cho thân phủ sao? Thiên Cường nghe nói tiêm như bị một mũi kim sắc bén đâm phải suy tí nữa chàng nhảy bắn người lên. Chàng vội hỏi lại. Nói bậy, thân phổ ta đã chết đâu? Ta chắc không thể nào sống được đâu. Mấy lời nói của nàng hình như rất tự nhiên không có vẻ gì thương tiếc. Tựa như tăng trọng thế nào cũng phải chết vào đáng chết lắm vậy. Thiên cường càng tức giận thêm quát lớn. Cầm mổng ngay. nhược Lan chặn to đôi mắt nên nhìn thiên cường rồi đáp. Y thế nào cũng chết chứ không sai. Công tử trận trừng mắt nên nhìn ta làm gì Công tử thử nghĩ xem Thân phụ của công tử Rồi có địch nổi thân phủ ta đi chăng nữa Nhưng địch sao nổi tuyết sơn lão mỏi Địch sao nổi ma cô cát diệm Công trường chủ lão quái Và hồng bảo chân nhân bấy nhiêu cao thủ Thiên cầm ngẩn mặt lên trời cười ha ha Đáp ha 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 Lần này cô đoán sai rồi Cô bị chim điêu đem đi Cha cô đâu dám động đến cha ta nữa Không những cha cô không dám làm gì cha ta cái lại còn phải bảo vệ cha ta là khác nhược lan nghe chàng nói thế ngẩn người ra kêu ủa rồi mặt lộ vẻ buồn rầu thiên cường thấy nhược lan không nói năng gì chàng tưởng tượng như mình đã thắng nhược lan một phen chàng đắc chí thêm lại lớn tiếng nói tiếp nói đến ma cô cát diệm thì y thị đã dùng cái lưới băng phách thần võng chụp lấy hai cha con ta rồi đem chúng ta đi khỏi để tuyết xuân lão mọi khỏi đấu với chúng ta nữa vì chàng sợ nói cắt diệm dùng lưới chụp hai người rồi vác lên vai đem đi như vậy thì mất sĩ diện. Nên nói thế đó chàng chỉ nói phớt qua. Ngờ đâu Nhược Lan lại không quan tâm đến việc đó chút nào thì ngẩng đầu lên hỏi. Có phải sau khi ta rời khỏi Tăng Gia Bảo thì cha ta đã đối địch với bọn họ không? Ta biết cha ta cũng không phải là địch thủ của họ đâu. Ta phải rời khỏi nơi đây mau mới được. Thiên Cường Thánh nàng nói như thế ngẩng đầu lên nhìn. Thấy hai bên vách túi thẳng tuột và bóng nhoáng như gương khỉ vận cũng khó lòng mà vượt qua được vậy nhược lan có cách gì mà có thể rời khỏi nơi đây chàng rất đắc chí hỏi cô có đủ tài lên được trên đó hay sao nhược lan không để ý nhìn chàng nên không biết chàng nói mỉa chỉ đáp ta phải trở lại tăng gia bảo ngay mới được không thể ở lại đây được nữa nàng nói hai lượt như thế rồi đột nhiên tung mình nhảy lên ngay người của nàng cứ từ từ phi lên phía trên thiên cẩn thấy thế, thế kênh hãi vô cùng thất thanh kêu lên một tiếng người của nhược lan lên được chừng năm sáu trưởng đã tới chỗ vách núi nhô ra rồi chỉ thấy lưng nàng dính vào chỗ vách núi đó tựa như vách núi có một sức hút rất mạnh hút chặt lấy người nàng vậy thiên cường ngẩn người ra nhìn nàng trong kinh ngạc đến không sao nói lên tiếng được nhược lan ngẩng đầu nhìn lên phía trên nàng giáp người vào vách núi nhưng nhìn lên thấy sườn núi cao không thể tưởng tượng nàng co mày hỏi vọng xuống công tử có thể gọi bốn con chim điêu bảo chúng đưa ta quay về tăng ra bảo không thiên cường vội đáp cô mà về tăng gia bảo thì không khác gì cha tôi có thêm một cường địch và mất một cứu tinh như vậy thì khi nào tôi lại bảo chim điêu đưa cô về tăng gia bảo được quả thực lúc đầu nhược lan không hề nghĩ tới chuyện đó bây giờ thấy thiên cần nói thế nàng mới ngẩn người ra rên lát rồi nói tiếp việc đó cũng không sao đằng nào thân phụ của công tử cũng không thể nào thoát chết được rồi như vậy có thêm một kẻ địch với thiếu một người trợ giúp cũng không quan trọng cho lắm thiên cần tức giận vô cùng nói cô có giỏi thì cứ việc leo lên đi nhọc lan đáp công tử tưởng tôi không lên được hay sao chỉ chậm đôi chút thôi chứ có phải là tôi không lên được đâu nói xong người nàng vẫn dính chặt vào vách đá chỉ nghe thấy kêu xoẹt một tiếng nàng lại lên thêm được hơn chừng nữa nhưng lần này người của nàng vừa lên tới chỗ đó xong nàng bỗng múa thanh truy phong kiếm đâm vào vách đá kêu đến con một tiếng lưới kiếm đã cắm sâu vào trong đá chừng bảy tám tấc rồi nàng lại dụng thanh kiếm đó để lấy hơi vận sức chỉ thấy người nàng hơi khom lại tay vẫn cầm cán kiếm dùng chân đạp vào thanh kiếm một cái người lại bắn lên luôn khi bắn lên lại nghe thấy kêu con một tiếng thì ra nàng đã thuận tay rút luôn thanh kiếm ra khỏi vách đá lần này nhờ có thanh kiếm để mượn sức nên nàng phi lên cao hơn hai trượng khi đã hết đà đến rồi nàng lại dùng kiếm đâm vào vách đá để ngừng chân và lấy lại hơi sức khi đã hoàn sức rồi nàng lại theo phương pháp ấy mà phi lên cao Thiên Cường thấy Nhược Lan dùng phương pháp leo lên trên sườn núi như vậy, chỉ nửa tiếng đồng hồ là cùng, nàng đã có thể leo lên khỏi cái hang sâu này ngay. Nếu nàng trở về Tăng Gia Bảo, thì hoàn cảnh của thân phụ mình lại tuyệt vọng thêm. Nghĩ như vậy chẳng cuống nên vội huyết một tiếng thật dài. Bốn con chim điêu đang bay nên bay xuống lúc ấy vừa có một con xuống tới nơi. Nghe thấy tiếng huyết sáo của thiên cường liền vỗ cánh bay lên luôn. Khi bay tới chỗ nhược lan đang leo, nó liền húc mạnh vào người nàng một cái. Lúc ấy Nhược Lan đang tựa lưng vào vách nghỉ ngơi để chờ lấy lại sức khỏe rồi sẽ lên tiếp. Nàng không thấy con chim điêu va mạnh vào người mình. Hoàn cảnh đó không cho phép suy nghĩ gì hết. Nàng liền vỗ tít thanh truy phong kiếm dơ lên chém luôn. Con chim điêu rất khôn ngoan thấy vậy vậy lùi ngay lại. Dù kiếm thế của Nhược Lan rất nhanh nó vẫn ông dung tránh khỏi. Nhưng khi núi ấy rất hẹp con chim điêu lui về phía sau một cái. Cánh bên này của nó đã động ngay vào vách núi. Bị vách núi ngăn cản khiến đào lui của con chim bị cản trở Nên cánh phải của nó bị bảo kiếm của nhược lan chém trống Con chim điêu ấy chỉ kêu rú một tiếng rất thảm khốc Chiếc cánh đã gãy gập Mở chiếc cánh đã gãy rồi thì nó làm sao mà đứng vững ở trên không được nữa Nên cả nó cũng rớt luôn xuống bên dưới Nhược lan phải dùng sức quá mạnh chân khí bài tiết Lưng không dính chặt vào vách đá được nữa nên người nàng cũng rớt theo xuống luôn Nhược lan vừa rớt xuống vừa muốn dùng truy phong kiếm đâm vào vách núi để có chỗ bám víu khỏi rớt xuống nữa nhưng vì sự thể xảy ra ở trên tuyệt phách khiến nàng hoảng sợ vô cùng trở tay không kịp khiến nàng phải nhảy xuống đất luôn vừa xuống tới nơi nàng đã vội nhảy ngay vào giữa vòng lửa thì ra con chim điêu bị rớt xuống đất những con bọ cạp độc vội bò cả lại nhanh vô cùng chỉ trong nháy mắt con chim điêu ấy như bị khoác một cái áo ngũ sắc vậy lúc đầu con chim hình như còn giãy giụa nhưng nó chỉ giấy được hai cái đã nằm im hiển nhiên nó đã bị trúng độc chết rồi những con bò cạp ở tứ phía bò lại kiếm mồi ăn chúng chen chúc nhau mà bò lên mình con chim điêu thiên cần trông thấy con chim điêu bị gãy cánh rơi xuống chàng đã kinh hãi và tức giận rồi bây giờ lại thấy con chim cưng của mình bị bò cạp ăn ngấu nghiến như thế chàng đau lòng biết bao liền quay lại nhìn nhược lan mắt chàng như đổ lửa chỉ thấy chàng rú lên một tiếng rất quái dị nhảy sổ đến gần nhược lan Nhật nan phải lui về phía sau một bước giơ ngang kiếm lên trước ngực để bảo vệ. Truy phong kiếm của nàng có ánh sáng xanh lấp lóe khiến Thiên Cường trông thấy phải ngừng bước ngay. Thiên Cường ngừng chân ở chỗ cách nàng chừng ba bốn bước mồm thì quát lớn. Người yêu nữ kia, ngươi! Chàng vừa quát vừa đưa xong trở lên đẩy mạnh về phía trước một cái. Lúc này chàng đã tức giận cực độ nên dở hết sức bình sinh ra tấn công hai thế ấy. Nhưng lúc ra tay người chàng hơi chéo vì vậy song trưởng của chàng chỉ đẩy vào bên cạnh chứ không phải vào giữa người nhược lan song trưởng chàng vừa đẩy ra thì nhược lan đã quay người lại luôn thiên cường định đánh hai trưởng vào ngang lưng của nàng nhưng nàng quay trở lại thành ra trưởng của chàng lại đánh thẳng vào ngực vì nàng vẫn cầm kiếm ngang ngực nên song trưởng của thiên cường đã đánh trúng vào lưỡi kiếm thiên cường thấy thế kinh hãi vô cùng vì chàng nhận thấy nếu cứ để yên như thế tay mình va vào lưỡi kiếm hai bàn tay thế nào cũng bị đứt luôn chàng biết là nguy hiểm nên thu ngay tay lại nhưng ra tay quá nhanh nhất thời thu ngay sau lại được chàng trố mắt lên nhìn hai bàn tay của mình đụng vào lưỡi kiếm của nhược lan và kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh mồ hôi ở trên trán nhỏ dòng xuống như tắm nhưng may thay nhược lan đã xoay lưỡi kiếm sang bên tuy vậy hai bàn tay chàng vẫn đụng vào thân kiếm nhưng chỉ đụng phải sống kiếm thôi tuy có đau một chút nhưng tay vẫn còn yên lành không bị phế thiên cường vội lui về phía sau một chút giơ tay lên nhìn thấy hai bàn tay đều có vết đỏ hồng nếu nhược lan không nhanh tay xoay ngược lấy kiếm lại thì kết quả sẽ rất thảm khốc không thể tưởng tượng được thiên cường đứng ngẩn người ra ở đó nhất thời không biết nên xử trí thế nào cho phải chàng lại nghe nhược lan nói sao công tử lại dở toàn lực ra tấn công ta như thế ta có điều gì thất lễ với công tử đâu thiên cường thở dài một tiếng chỉ tay vào đống lửa chàng định chỉ cho nhược lan con chim điêu bị nàng làm hại nó thế nào nhưng khi chàng nhìn theo về phía đó bỗng kinh hãi đến thất thanh la lên một tiếng thì ra chỉ trong nháy mắt thôi con chim điêu khổng lồ như vậy mà bây giờ chỉ còn lại một đống xương vụn trắng hếu thôi thiên cường gượng trầm tĩnh tinh thần nói cô nương bảo không có điều gì thất lễ với ta ư thế cô nương giết chết con chim điêu kia nhược lan rất dửng dưng vẫn tươi cười đáp tưởng công tử nói gì nếu công tử không sai nó bay lên tấn công ta thì có khi nào ta lại đả thương nó như thế Thiên cẩn nhận thấy lời của nàng nói rất có lý Nên lưỡi chẳng cứng đờ không sao trả lời được và nghĩ bụng Nếu ta càng ở gần nhược lan càng lâu ta càng thiệt thoại Thì bằng ta mau mau rời khỏi nơi đây thì hơn Nghĩ đoạn chàng vội lui về phía sau một bước khuyết quải thật dài Một năm sau ba con chim điêu ở trên trời đều kêu lên một tiếng Rồi cùng bay cả xuống Nhược lan thấy thế vội hỏi Công tử định rời khỏi nơi đây đấy à? Thiên Cường chỉ bĩu môi chứ chẳng nói chẳng rằng. Nhược Lan trông thấy chẳng có vẻ tội nghiệp lắm liền lắc đầu nói tiếp. Tôi có quay trở về tăng gia bảo hay không? Thân phụ của công tử cũng không thể nào thoát chết được. Nhưng công tử muốn trả thù cho thân phụ thì không thể rời khỏi nơi đây được. Thiên Cường tức giận nàng hết sức. Nên nàng nói gì chẳng cũng không để ý nghe cả. Và chỉ cười nhạt. Nhược Lan lại nói tiếp. Đáng lẽ ta phải bắt vài đôi bò cặp ngũ sắc về cho vị cao nhân kia. Nhưng ta thấy công tử cần phải trả thù nên rất cần có cao nhân ấy trợ giúp. Vì vậy ta mới dành việc đó cho công tử. Vậy công tử mau bắt lấy vài con đi đã rồi hãy bỏ đi. Mấy câu sau cùng này thiên cẩn đã nghe thấy rõ ràng liền lớn tiếng đáp. Ta không cần cô có lòng tử tế như thế. Tuy nhiên chàng cũng biết lời nói của Nhược Lan rất có lý nhưng chàng không muốn lãnh mối ân tình ấy. Vì chàng nghĩ thế nào nàng cũng có mưu mô gì đây. Chứ có khi nào nàng lại tử tế với mình như vậy. Nhược Lan là người không hiểu một tí gì về nhân tình thế thái. Nàng chỉ thấy mình có lòng tốt mách bảo như vậy mà chàng lại không nghe. Nàng bực mình vô cùng nên không nói năng gì nữa. Lúc ấy ba con chim điêu đã bay xuống rồi. Thiên cẩn giữa hai tay ra chộp lấy hai chân của một con. Cả ba con đều bay lên trên không luôn. Thiên cẩn chỉ nghe thấy gió kêu ào ào. Không bao lâu đã lên tới trên đỉnh núi. Chàng đứng ở trên đó thấy Nhược Lan ở dưới nhỏ như hạt đậu. Và cũng thấy nàng đang leo lên vách núi chàng thấy thế liền nghĩ ra được một kế vậy xua tay bảo ba con chim điêu kia rằng các ngươi về mau tăng gia bảo thân phụ ta đang cần người giúp sức ta ở đây giết chết yêu nữ để trả thù cho đồng bọn của các ngươi ba con chim điêu kêu lên mấy tiếng và ở trên không bay lượn hoài hình như chúng không muốn xa chẳng sao chàng phải thúc giục mấy lần chúng mới vỗ cánh bay đi thiên cẩn nhìn xuống bên dưới thấy thân hình của nhược lan đã lớn dần ánh sáng của thanh truy phong kiếm tóe ra xanh biếc và lấp lóe hoài hiển nhiên nàng vẫn dùng phương pháp cũ mà leo lên. Thiên Cẩn đứng xem một hồi rồi núp ở sau một tảng đá lớn, nơi đó có cỏ lau mọc rất cao, nên chàng chỗ nào đó không lộ một chút hình tích nào cả. Độ nửa tiếng đồng hồ nữa, chàng đang nghe thấy tiếng kiếm đâm vào vách đá kêu con con. Chàng biết Nhật Lan sắp lên đến nơi, trong lòng càng bồi hồi, chàng nín hơi im tiếng không dám cử động gì cả. Đồng thời vận sẵn chân khí vào bàn tay, định chờ Nhật Lan hiện thân lên một cái nào ra tay tấn công luôn. Chờ một lát nữa chẳng nghe thấy tiếng con con càng, càng lúc càng lớn. Chàng bèn bò về phía trước. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu vỗ. Một luồng cuồng phong bay qua. Chàng đã thấy một cái bóng người phi lên cao. Chàng liền quát lớn một tiếng nhảy sâu ra dơ. Chàng đã chuẩn bị từ lâu. Lên từ trên tấn công xuống một thế rất mạnh. Chỉ nghe thấy kêu bộp một tiếng. Chàng liền đánh trúng ngay vào người đó. Người ấy lại rớt xuống bên dưới tức thị. Chàng ra tay quá nhanh Tuy đã đánh trúng đối phương một trưởng Nhưng vẫn không biết đánh trúng vào nơi nào Chàng thấy đối phương đã rơi xuống liền giơ hai cánh tay lên cao Rú lên một tiếng thật dài Rồi mới cúi đầu nhìn xuống biên giới Chàng chắc cúi đầu nhìn xuống như vậy Thế nào cũng trông thấy tình hình của nàng ta đang rất như thế nào Nhưng khi chàng định thần nhìn kỹ liền ngẩn người ra Thì ra chàng thấy biên giới im lặng như tờ Và cũng không thấy hình bóng nhược lan đâu cả Chàng liền nghĩ bụng không có lẽ trong một thời gian ngắn ngủi như thế mà nhược lan đã rơi xuống dưới hố sâu rồi vừa rồi bóng người nhảy lên đã bị mình đánh trúng một trận hẳn hoai chứ có phải là ảo ảnh gì đâu như vậy nhược lan đã biến đi đâu mất chàng càng nghĩ càng thắc mắc và vẫn trố mắt ra nhìn xuống biên giới để tìm kiếm tung tích của nàng ta ngờ đâu chàng bỗng nghe thấy phía sau có tiếng thở dài rất nó nùng chàng dùng mình kinh hãi đến giận tóc gáy chàng chống tay xuống đất liền nhún mạnh một cái người đã phi lên cao và thuận thế quay luôn người lại chàng thấy một người đang đứng sừng sững ra đó người ấy chính là nhược lan chứ chẳng phải ai xa lạ nhược lan tay cầm truy phong kiếm mặt giận hờn hỏi ta đã lên tới rồi công tử còn tìm kiếm làm gì nữa có phải muốn xem ta có bị rơi xuống và chết hay chưa phải không thiên cường đột nhiên trông thấy nhược lan kinh ngãi vô cùng liền lùi ngay về phía sau vừa rồi chàng đứng ở bên sườn núi khi quay người lại rồi vẫn đứng ở chỗ cũ nên chàng chỉ lui một bước là tới rìa núi rồi mà cũng không hay chàng đang định lùi bước thứ hai nếu cứ lùi tiếp thì thế nào cũng dẫm hụt và té xuống bên dưới nhưng chỉ trong thoáng cái chàng cũng không hiểu ra chuyện gì đã nghe thấy một tiếng kêu rú rất khủng khiếp và thấy đầu óc choáng váng tiếp theo đó lại thấy bóng hồng thấp thoáng đồng thời chàng còn nghe thấy nhọc lan quát lớn tốn chặt lấy chàng chẳng biết nếp tẻ gì hết vội giơ tay ra chụp luôn lần đầu tiên chàng chụp hụt cái bóng hồng đó nên người chàng lại rơi xuống năm sáu thước nữa Lần thứ hai tay chàng mới chộp trống thì ra đó là một sợi dây đỏ. Thiên cường thấy cổ khô lưỡi rát liền định thần nhìn xuống bên dưới. Mới hay đó là một cái hố sâu hàng nghìn trượng. Chàng liền ngẩng đầu lên thấy sườn núi cách mình chừng ba bốn trượng. Nhược Lan đang đứng ở trên đó và sợi dây đỏ mình đang cầm một đầu đang ở trong tay nàng. Thiên cường gắng sức leo lên trên sườn núi. Khi lên tới phía trên chàng cảm thấy hai chân mềm nhũn, gượng đứng hai lần mà không sao đứng vững. Chàng đành phải ngồi xuống đất không ngước lên nhìn Nhược Lan nữa. Nhược Lan vội ngồi xuống hỏi. Công tử sợ gì tôi mà không dám nhìn thế. Vừa rồi suýt tí nữa thì té chết. Giọng nói của Nhược Lan rất dịu dàng khiến Tiên Cường cứ tưởng tượng mình đang sống ở trong giấc mơ. Vì chàng đã ám hại nàng không thành. Nhược Lan này đột nhiên xuất hiện. Khiến chàng hoảng sợ té xuống hố sâu. Nếu Nhược Lan không ra tay cứu vớt thì mình đã tan xương nát thịt rồi. Đồng thời nàng cũng không mắng chửi nói miệng nói mai trái lại nàng còn dùng lời lẽ êm dịu khuyên giải và an ủi mình chàng chưa thấy có người nào tốt bụng như thế từ khi ra đời tới giờ chàng chỉ thấy những người tàn ác ghen ghét hận thù nhau thôi chứ chưa hề thấy có người như nhược lan vì vậy chàng ngồi ngẩn người ra suy nghĩ dây nát rồi ngẩng đầu lên nhìn nhược lan Ngồi đâu nhược lan cũng đang nhìn chàng lúc này chàng trông nhược lan đẹp tuyệt nên tưởng mình đang nằm mơ chàng đột nhiên giơ tay lên giờ mặt nhược lan một cái mồm thì lẩm bẩm nói đây là sự thật chứ không phải là mộng đâu. Nhật Lan thấy chàng ta bỗng giờ má mình như thế hổ thẹn đến mặt đỏ bừng. Chống ngực đập rất mạnh và lui về phía sau ba bước. Với võ công của nàng lúc này nếu thiên cường tắt một cái vào mặt nàng. Chưa chắc nàng đã chịu lui nửa bước nhưng chàng chỉ khẽ giờ vào má nàng một cái. Nàng lại liên tiếp lùi về phía sau ba bước. Nhật Lan lùi về phía sau rồi nàng cảm thấy trên má bị chỗ thiên cường vừa giờ mó nóng như lửa thiêu. Tuy nàng đã trông thấy cử chỉ của thiên cường khắc lạ Nhưng nàng không hiểu tại sao chàng lại lẩm bẩm nó như thế Với vẻ mặt rất kinh ngạc nàng nhìn thiên cường hồi lâu rồi sẽ hỏi Công tử làm gì thế? Thiên cường không biết cử chỉ vô tâm của mình vừa rồi Đã làm cho một thiếu nữ dạo rực trong lòng Trái lại chàng cũng cảm thấy ngây ngất Tuy vậy chàng vẫn còn thắc mắc liền ngẩng đầu lên hỏi tiếp Cô nương là thật chứ không phải là người trong mộng Nhọc Lan hỏi lại Công tử nói gì thế? Thiên Cường cứ trốn mắt lên nhìn nàng rồi từ từ tiến bước. Nhược Lan vừa ổn định tâm thần xong, thấy chàng tiến tới gần đầu óc lại rối loạn ngay. Nàng định lui bước không để cho chàng đến gần, nhưng sợ mình nuôi như thế chàng sẽ không tiến lên nữa. Nên nàng chỉ cúi đầu chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng yên tại đó. Thiên Cường đã đi tới trước mặt nàng đột nhiên lớn tiếng hỏi, tại sao thế? Nhược Lan không ngờ chàng quát hỏi như vậy giật mình đến thoát một cái vội ngẩng đầu lên. Thiên Cần dùng giọng nói rất khẽ hỏi lại, tại sao vừa rồi cô ngưng lại ném sợi dây đó xuống cứu ta như vậy nhược lan trố mắt lên nhìn chàng hỏi lại chẳng lẽ công tử không muốn tôi cứu hay sao thiên cường lớn tiếng đắp tất nhiên là không nhưng tôi đã ra tay tấn công lén cô ngưng như vậy tại sao cô ngưng lại còn cứu tôi lúc này tâm trí của chàng rất mâu thuẫn vì nhược lan là kẻ thù của thân phụ chàng mà lại cứu chàng thoát chết mấy lần chàng là người rất kiêu ngạo không muốn đơn diện cảm ơn nàng đã cứu mình nhưng trong thâm tâm chẳng lại nhận thấy Nếu không có nhược lan lúc này mình đã tan sân nát thịt rồi Dưới tình hình mâu thuẫn đó chàng mới lớn tiếng quát hỏi nàng như trên Chàng chỉ mong nàng trả lời một câu rất độc ác hay tản nhẫn Thì chàng mới yên tâm Ngờ đâu nhược lan thấy chàng quát tháo như thế Vẫn không nổi giận chỉ tổm tìm cậy đáp Phải công tử đã tấn công lén tôi thật nhưng công tử có đánh chúng tôi đâu, phải thế không? Thế Nhược Lan không tức giận mình chút nào, Chàng ngẩn người ra dây lát rồi hỏi tiếp Cô nương muốn gì Có phải muốn ta cảm ơn cô đã cứu ta Thoát chết phải không Nhược Lan rất ngạc nhiên đáp Ta đâu có nói như thế bao giờ Thiên Cẩn nghe nàng nói như thế giơ hai tay ôm đầu mà rằng Như vậy thì tại sao cô lại cứu ta Cô muốn gì Sao cô lại có hành động kỳ lạ và khắc lạ thường như thế Nhược Lan vẫn thản nhiên hỏi lại Sao công tử lại bảo cử gì của tôi là khắc lẽ thường như vậy tôi phải làm như thế nào mới hợp với lẽ thường đáng lẽ cô nương phải để mặc tôi té xuống bên dưới mặc tôi tan sơn nát thịt nếu vậy tôi đành phải làm những việc khác lẽ thường chứ tôi không nhẫn tâm làm theo lời nói của công tử vì lần đầu tiên tôi trông thấy công tử tôi đã cảm thấy công tử là người rất khá giả nên tôi không có ý muốn công tử phải chết như vậy thiên cường chỉ nói được hai chữ như vậy thôi không sao nói tiếp được nữa. Sợ thật chẳng muốn nói tại sao cô nương lại không cản trở thân phụ cô nương tới tăng gia bảo gây hấn như thế. Nhưng chàng biết nếu mình nói ra như vậy rất bất tiện. Đồng thời chàng cảm thấy nói chuyện với Nhược Lan không khác gì nói chuyện với một đứa học nói và không hiểu tí gì về nhân tình thế thái cả. Nhược Lan đợi chờ không thấy chàng nói tiếp liền hỏi lại. Tôi làm sao? Thiên Cường gượng cười đáp cô nương không phải là người trong võ lâm mà cũng không giống bất cứ ai ở trên đời này nhược lan chớp mắt mấy cái vì nàng không hiểu thiên cường nói như thế có ý nghĩa gì thiên cường lại không nói tiếp nữa vì vậy hai người cứ nhìn nhau một hồi sau nhược lan mới vừa cười vừa lên tiếng hỏi có thực công tử muốn trả thù không thiên cường giở khóc giả cười đáp thân phủ tôi chưa chết sao cô cứ bảo tôi nào phải trả thù như thế làm chi nhược lan thở dài thế ra công tử vẫn không tin thân phụ của công tử thế nào cũng không thoát được ư chờ khi nào công tử hay tin thân phụ của công tử bị ám hại lúc ấy công tử hãy đi kiếm tôi tôi sẽ chỉ điểm cho công tử một đường lối trả thù thiên cường có vẻ hậm hực tôi thiết tưởng trả cẩn nhược Lan nhìn thiên cường định nói mấy lần rồi lại thôi sau cùng nàng nghĩ ra một kế nên nàng lại nói nếu công tử không tin chúng ta cùng quay về tăng gia bảo xem có chuyện gì xảy ra không nhé Thiên Cường thấy nàng nói như thế liền nghĩ bổng. Nếu được Nhược Lan đi với mình về Tăng Gia Bảo thì còn gì bằng nữa. Bây giờ đang ở trong rừng rú này ba con chim đại điêu bay trên không về rất nhanh. Chứ còn ta với nàng đi bộ thì thế nào cũng phải tốn rất nhiều thì giờ mới về tới nơi. Quý hồ Nhược Lan chưa về tới Tăng Gia Bảo thì Thiên Sơn Yêu Thi vẫn phải hết sức bảo vệ cha ta. Nghĩ đoạn chẳng đáp ngay được chúng ta cùng quay về tăng gia bảo ngay để ta xem sở thể đã diễn ra như thế nào rồi. Nhược Lan không đa mưu kế như Thiên Cường. Nàng lại tưởng Thiên Cường nhận kế hoạch của mình lên tươi cởi nói. Thôi đi mau lên chúng ta xuống núi đi. Thiên Cường cùng nàng leo xuống dưới núi. Thiên Cường cố ý đi chậm nhưng khi leo xuống núi thấy Nhược Lan xuống nhanh như vậy. Chàng lại không chịu lép vế cứ theo nàng ta sắt nút. Tuy thế núi đó vừa cao vừa dốc khó leo vô cùng nên khi hai người xuống đến chân núi thì trời đã tối nhược lan đi trước quay đầu lại hỏi chúng ta đi đường trong lúc đêm tối công tử có sợ hãi không thiên cường cười ha hả đáp buồn cười thật có gì mà sợ nào hai người vừa đi vào lấy cành cây bó thành hai bó đuốc châm lửa để chiếu sáng lối đi cứ thế tiến thẳng về phía trước tuy thiên cường là người của địa phương này nhưng nơi đây nhiều rừng rú lắm mà khu rừng núi này trước kia chẳng chưa hề tới bao giờ Chẳng thấy Nhược Lan cứ dảo cẳng đi trước này tưởng nàng biết lối về tăng gia bảo. Vì thế chẳng cứ lững thững theo sau. Ngờ đâu đi được mấy tiếng đồng hồ thì Nhược Lan bỗng quay đầu lại hỏi. Công tử ta đi con đường này có đúng không? Thiên Cường thấy nàng nói ngạc nhiên vô cùng vội hỏi lại. Thế ra cô nương không thuộc đường ư? Ta đã đi qua bao giờ đâu mà ta biết. Ta tới đây là do con chim điêu đem tới đấy chứ. Ta cũng không biết. Thôi được chúng ta cứ từ từ mà dò kiếm vậy. Thế ra công tử cũng không thuộc đường, như vậy có lẽ chúng ta đi lầm phương hướng rồi cũng nên. Vì không muốn về tăng gia bảo ngay nên thiên cần chỉ cười không nói năng gì nữa. nhược non đang định nói nữa thì bỗng trên không có tiếng chim kêu vọng xuống. Thiên cần vội ngẩng đầu lên rú một tiếng ngắn. Một khi cứ thấy chim điêu ở trên cao kêu chàng chỉ rú một tiếng ngắn là con chim ấy bay xuống với chàng. Nhưng chàng vừa rú xong mới sực nhớ nếu chim điêu bay xuống thì Nhược Lan cũng bảo nó đem chúng ta về như vậy có phải là tự đem cái phiền phức vào người không? Nghĩ vậy chàng lại rú lên một tiếng thực dài, bảo con chim đừng bay xuống nữa. Nhưng chàng chưa rú xong thì lại có hai tiếng chim kêu vọng xuống. Nghe tiếng chim kêu ấy thiên cường biết đã có chuyện gì không hay xảy ra. Chàng ngẩn người ra nhìn thì con chim đã đâm bổ xuống. Nó chưa xuống tới đất thì trời bỗng đổ mưa nhưng chàng với Nhược Lan thấy nước mưa đó đỏ như son. Khi nhìn kỹ mới hay là máu tươi. Thiên Cường giật mình kinh hãi vội định thần nhìn kỹ Liền thấy hai chân con chim ấy đang giữ một vật gì Trên lưng nó thì có một người đang nằm phục bất động Chàng chú ý nhìn vật ở chân con chim Thì vật đó đã rơi xuống đất kêu đến bột một tiếng Lúc này chàng mới thấy rõ là con bạch anh vũ của bạch tu trúc Con vẹt trắng ấy lông trắng như tuyết trông rất đẹp Nhưng bây giờ lông nó vừa bơ phờ vừa dính đầy máu Và đã gãy xương đứt chân nằm chết ở trên mặt đất thấy ra con bạch anh vũ thiên cường sái vô cùng vì sự không may đã xảy ra trước mắt quả nhiên con chim điêu kia đang nhanh nhận hạ xuống dưới đất và cũng một tiếng kêu bộp thực lớn thiên cường nóng lòng vội chạy lại xem mới hay ngực con chim điêu này có một cái lỗ hổng rất lớn máu tươi đang chảy ròng ròng con chim điêu trông thấy thiên cường muốn ngẩng cổ lên kêu một tiếng nhưng đầu nó lại gục xuống mà chỉ có hai cánh nó rung động thôi chẳng lại nhìn người nằm trên lưng con chim người này hai tay đang ôm chặt lấy cổ nó hiển nhiên lúc leo lên lưng chim người ấy vẫn còn sống nhưng lúc này sắc mặt của người ấy đã vàng khè hai mắt lòi ra trông rất dữ tợn chàng để tay vào mũi người ấy thử xem mấy hai người ấy cũng đã tắt thở rồi chàng định thần nhìn xem kỹ người này là ai một lát sau chẳng mới trông rõ chính là bạch tu trúc quần áo của y đã bị xé rách nhiều chỗ vì y nằm sấp ở trên lưng con chim nên trên lưng y có một dấu bàn tay rất rõ ràng trong không khác gì trên lưng y có một bàn tay định chìa ra vậy thật là khủng khiếp vô cùng. Thiên Cường vừa trốn mắt lên nhìn vào Tu Trúc và lui bước ra phía sau, người thì lảo đảo sắp ngã. May mà Nhược Lan đã tiến tới vừa giơ tay ra đỡ và nói. Y đã chết rồi công tử còn chưa tin hay sao? Thiên Cường nghe Nhược Lan nói vậy không biết nên trả lời thế nào. Lúc này đầu óc bối rối trong lòng nóng nảy nhưng chẳng lại thấy Nhược Lan có vẻ cao hứng. Có lẽ vì nàng thấy lời lẽ của nàng rất đúng. Thiên Cường vội văng người một cái không chịu để cho nàng đỡ tiến lên một bước muốn xem lại tu trúc thì trên đỉnh đầu lại có một tiếng chim kêu vọng xuống nghe tiếng kêu cấp bách thiên cường không còn can đảm ngẩng đầu như nhìn nữa quả nhiên chẳng đang nghe nhọc lan nói lại một con chim điêu nữa rớt xuống thiên cường nghiến răng mím môi nhìn về phía trước con chim điêu này ở cách chẳng không xa nó như chiếc diều đứt dây rơi xuống bên dưới vừa rơi vừa kêu lên mấy tiếng thảm thiết chỉ thoáng cái nó đã rớt vào khô rừng trước mặt Tiên Cường trông thấy hình như trên lưng con chim có hai người cưỡi, chàng vội ô té chạy tiến vào trong rừng. Chưa tới nơi, chàng đã nghe thấy tiếng cánh chim vỗ xuống đất bồm bộp, nhưng khi chàng tới gần thì con chim điêu này cũng thoi thóp sắp chết rồi. Người trên lưng nó là trương cổ cổ, không ngờ cổ cổ cũng như tu trúc vậy, áo rách nát trên lưng có một dấu bàn tay vàng khẻ. Như vậy cả hai người đều bị một địch thổ đả thương, chỉ khác nhau ở chỗ là con chim cú mắt xanh thì cổ cổ đang cầm trong tay thấy tình hình ấy thiên cường cảm thấy đầu óc như bị vỡ tung mình mảy chân tay mềm nhũn chàng bỗng thấy cổ cổ cử động vội hỏi trương tam thúc nhưng thật sự không phải là cổ cổ cử động đâu đó là con chim cú mất xanh ở trong tay y đang cử động đấy thôi con chim cú cũng bị thương nhiều ở chỗ nó thoát ra khỏi tay cổ cổ lên nhảy xuống đất và kêu luôn hai tiếng thê thảm dưới tình cảnh khủng khiếp này con cú kêu lên hai tiếng nghe càng rùng rợn khiến thiên cường cứ tưởng tượng như mình không còn sống ở trên đời này nữa con cú kêu xong hai tiếng hai mắt xanh biếc của nó bỗng nhắm nghiền nhưng người nó vẫn cứ đứng yên tại chỗ đó mà không bị ngã thiên cường lại gần nhìn kỹ mới rõ con cú nhảy xuống đất và tượng ngay vào một tảng đá nên nó đã tắt thở mà vẫn không ngã ra là thế thiên cường cứ đứng đờ người ra nhìn không biết nên làm thế nào mới phải thì nhược lan đã tiến lên khẽ nói hai người này đều bị ma cô cát diệm đánh chết Thiên cần quay người lại, bao nhiêu sự căm hận ở trong lòng đổ cả lên đầu Nhược Lan chẳng quát mắng luôn. Nói bậy, Nhược Lan vẫn bình tĩnh nói tiếp. Công tử xem trên lưng của y cũng có vết bàn tay màu vàng kia. Thân phổ ta thượng nói thiên hạ đệ nhất độc, ai cũng phải nhìn nhận cửu toàn hoang thổ thủ của cát diệm. Như vậy ngoài cát diệm không ai đổ tài đánh chết hai người này một cách dễ dàng như vậy. Thiên Cường nghe thấy nàng nói rất có lý, chàng lại thắc mắc không hiểu tại sao cát diệm dùng lưới thần cứu hai cha con chẳng như thế đã vậy tại sao cát diệm còn quay trở về tăng gia bảo giết hại cổ cổ với tu trúc thiên cường càng rối trí thì trên đầu lại có tiếng chim điêu kêu tiếng chim điêu kêu thứ nhất tu trúc chết cứng ở trước mặt chàng tiếng kêu thứ hai thì đến chương cổ cổ tiếng kêu thứ ba vừa vọng xuống chàng cảm thấy như ở trên trời có một chậu băng tuyết lớn đổ xuống người chàng lạnh ngắt như băng không còn cử động được nữa chàng cũng không dám tiến lên xem vì sợ thảm kịch khác xảy ra như hai lần vừa rồi. mặc dù chàng không dám tiến lên nhưng sau tiếng kêu đó con chim điêu lại kêu năm sáu tiếng nữa tiếng kêu của nó càng nhanh bao nhiêu người nó rút xuống càng mạnh bấy nhiêu rõ ràng con này không hạ xuống như hai con trước mà là đang ở trên không rơi xuống sau sáu tiếng kêu cấp bách ấy nên có một tiếng bộc thực lớn con chim điêu đã rơi xuống chỗ cách chẳng chừng ba bốn trận. khi rơi xuống mặt đất nó còn kêu một tiếng rất ai oán và còn nhảy lên trên cao hai thước hai cánh của nó quạt cho cát và đá vụn bay mù mịt nhưng nó rơi xuống lần thứ hai thì không thấy cử động nữa con chim điêu vừa rơi xuống thiên cầm vội quay đầu đi không dám nhìn vì chàng chắc trên lưng nó thế nào cũng có một người chàng lại trông sang nhọc lan thế nàng ta có vẻ kinh ngạc về kêu ủa Sở dĩ thiên cường không dám nhìn là vì sợ người cưỡi trên lưng con chim là cha mình sợ cha mình cũng bị chung một số phận như tu trúc với cổ cổ vậy. Nghĩ thế với giọng run run chẳng khẽ hỏi nhược lan. Bạch cô nương cái gì thế? Chàng vừa hỏi vừa thấy mặt tối sầm, hai chân mềm nhũn ra tí nữa thì tiếng ngã. Nhược lan đứng đờ người ra dây lát mới hỏi. Người, người là ai? Thiên cường nghe nàng hỏi thế như đã chút được gánh nặng nhìn cân. Vì chàng biết người rớt theo chim điêu sau cổng này nhất định không phải là thân phụ mình rồi. Nếu là thân phụ mình thì không khi nào nhược lo lại lên tiếng hỏi như thế. Chàng thở hắt ra một cái rồi vội quay lại. Chàng đã thấy một bóng người màu xám nhật đang lảo đảo đứng cạnh con chim điêu. Và con chim thì đang nằm trên vũng máu không cử động được nữa rồi. Bóng người nọ cách thiên cường khá xa. Chàng không nhận ra là ai cả nhưng trông có vẻ quen thuộc lắm. Chàng ngẩn người ra một hồi lên tiếng hỏi. Người là ai? Không nghe trả lời chỉ thấy người đó gượng mãi mới đứng được vững đứng vững dây nát y lại tiến về phía thiên cường y vừa cất bước đi người lại lảo đảo như người say rượu với tình hình đó người ấy chẳng nói chẳng rằng cứ lảo đảo tiến tới thiên cường thấy vậy vội lui ngay về phía sau hai bước ngờ đâu người kia mới đi được hai bước đã ngã gục xuống đất luôn thiên cường bằng nhược lan đồng thanh hỏi các hạ là ai người đó chẳng nói hai tay chống xuống đất một cái lại đứng lên ngay và chỉ thấy y nhún chân phi thẳng về phía trước tức thì cái nhảy này của người ấy nhanh không thể tưởng tượng được Chỉ thoáng cái đã đến trước mặt Thiên Cường và Nhược Lan ngay Nhờ có võ công cao siêu Nhược Lan không thấy sợ sệt Riêng có Thiên Cường thì đã kinh hoàng đến run lẩy bẩy Hai hàm răng va chạm nhau kêu cộp cộp Nhược Lan thấy thế vội nắm tay chàng nhảy ra ngoài xa hơn trượng Thấy người nọ nhảy tới một cách nhanh và mạnh như thế Hai người lại tưởng người đó lại tấn công mình Vì vậy mới lùi ra xa như thế nhưng người nọ vừa nhảy được một cái đã không đứng vững và lại té ngã lần nữa lúc này hai người đã trông thấy rõ sự thực người đó bị thương rất nặng đến đứng còn không vững vừa rồi cái nhảy sổ của y trông thì rất lợi hại nhưng sự thực y còn có bấy nhiêu hơi sức và đã dở ra hết nên mới nhảy được một cái như vậy thôi nhược nan với thiên cường nghe thấy người ấy thở hồng hộc thiên cường biết y đã bị thương nặng nên hết sợ hãi chàng đoán chắc người này cũng ở tăng gia bảo tới muốn biết rõ tình hình tăng gia bảo trang gọi lại gần để hỏi thăm nhưng chàng mới tiến lên một bước thì đã bị nhược lan kéo tay lại hỏi công tử không sợ ư thiên cường ngẩn người ra dây nát rồi lớn tiếng đáp tôi có sợ hãi bao giờ đâu nhược lan thấy chàng trả lời như thế cười khỉ một tiếng rồi buông tay chẳng ra thiên cường dạo bước đi tới cạnh người kia thì người đó cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn chàng nhận ra người này là một bà cổ tóc bạc da mồi và không phải ai xa lạ chính là ma cô cát diệm Người đã dùng lưới thần đem cha con thiên cẩn ra khỏi tăng gia bảo. Lúc ấy mặt cát diệm không có thương tích gì hết. Nhưng trên lưng của y thể cũng có dấu vết bàn tay màu vàng. Chỉ khác là có năm sáu cái chứ không như tu trúc với cổ cổ chỉ có một vết thôi. Vừa rồi Nhật Nam nói tu trúc với cổ cổ bị cửu toàn hoang thổ thủ của cát diệm đánh chết. Chàng đã nghi ngờ rồi. Nhưng dù sao chàng vẫn tin nhiều hơn là nghi. Bây giờ chàng thấy trên lưng của cát diệm này có nhiều vết bàn tay như thế thì trong lòng có nhiều thắc mắc vô cùng đứng ngẩn người ra một hồi mới lên tiếng hỏi cát tiền bối tại sao tiền bối lại bị thương thế này cát diệm ngẩng đầu lên rồi gục xuống ngay sắc mặt của y thể cũng đã thay đổi thiên cường lại hỏi tiếp cát tiền bối hiện giờ tăng ra bảo ra sao nhưng đầu cát diệm càng gục xuống thấp hình như y thị đã sắp chết đến nơi thiên cẩn thế thế càng rối trí thêm bỗng nghe nhọc lan lên tiếng hỏi bà cụ này là ai thế công tử quen biết à thiên cẩn dùng dòng mũi kêu hờ một tiếng rồi đáp Bà ta là ma cô cát diệm đấy. Nhược năn lắc đầu đáp. Không phải bà ta không phải là ma cô cát diệm. Không những thế bà ta lại còn có thù hằn rất lớn với cát diệm là đẳng khác. Bằng không xưa nay cát diệm chỉ dùng hoàng thổ thủ đả thương người có một thế thôi. Chứ không khi nào lại dùng luôn mấy trận đánh vào lưng bà ta như thế vậy. Bà cụ đang cúi gập người xuống đất nghe nhược năn nói thế. Liền ngẩng đầu lên nhìn nàng và thẻo thảo đáp. Cô bé nói rất đúng. Thiên cường định lớn tiếng cãi lại nhược lan nhưng nghe bà cụ nói như thế chẳng không dám nói nữa. Bà cụ lại nhìn thiên cường gật đầu gọi. Lại đây, thiên cường nghĩ thầm. Ta không cần biết bà cụ này có phải là ma cô cát diệm hay không. Đằng nào bà ta cũng có ơn cứu hai cha con ta thì bà ta chỉ có thiện ý với ta thôi việc gì mà ta phải sợ hãi. Ý đoạn chẳng liền tiếng lại gần. Bà cụ thẻo thảo nói. Tính của cha con vẫn bướng bỉnh như ngày trước già đã tổn bao công la mới cứu được hai cha con ngươi ra đây Cha ngươi lại quay trở về tăng gia bảo già lại muốn cứu ý lần nữa nhưng không được nữa ngươi mau đi về phía bắc đem theo cái lưới thần băng phách của già tới đảo băng tiêu thì may ra mới tránh thoát được thiên cường nghe lời nói của bà cụ thì hình như bà cụ này quen biết cha mình chàng đang thắc mắc thì bà cụ lại gục xuống nhưng vừa gục xuống người của bà cụ còn xoay được một vòng có lẽ đó là cử động cuối cùng của bà ta khi bà ta vừa lăn tới một hòn đá thì đã nằm yên bất động và cả da mặt của bà ta cũng rơi xuống nốt. Thiên Cường đang kinh ngạc thì Nhật Lan đã tới gần nhặt cái mặt nạ đó lên. Lúc này hai người mới trông thấy mặt thật của bà khổ, thấy mặt bà ta mắt sâu mũi cao trên trán lại có một vết đỏ. Nhật Lan nhìn Thiên Cường rồi vừa cười vừa nói. Đấy ta nói có sai đâu, bà cụ này không phải là ma cô cắt diệm. Thiên Cường không sao trả lời được chỉ đưa mắt nhìn nàng má bảo. Có thế mà cũng cười được. Nhược Lan tổm tiểm quay và hỏi tiếp Công tử có biết người này là ai không? Thiên Cẩm vẫn không chịu lép vế Nhược Lan Nhưng lại nóng muốn biết bà cụ này là ai Chẳng ngơ ngác nhìn nàng rồi vẫn giọng hẳn học khỏi Người đó là ai? Chẳng như đoán Nhược Lan thấy thái độ của chẳng như vậy Cũng không nói cho mình nghe Ngờ đâu Nhược Lan lại nhanh nhỏ trả lời Trên chán bà ta có một vết đỏ này Bà ta lại bảo công tử cầm băng phách thần băng đi băng tiêu đảo tị nạn như vậy bà ta là băng phách tiên tử thần băng giỏi. Thiên Cẩm vẫn không tin liền cúi xuống định hỏi bà ta. Nhưng khi giờ tay vào mũi mới hay bà ta đã tắt thở rồi. Chàng nhận thấy lời nói của Nhược Lan rất có lý. Bà cụ này chắc là băng phách tiên tử thần băng chứ không sai. Dầu sao trong đầu óc của chàng còn rất nhiều nghi vấn. Chàng không hiểu thường băng sao lại quen biết cha mình. Tại sao thường băng lại mạo nhận là cát diệm và giấu bộ mặt thực để cứu cha con mình ra như vậy trong khi đó thì nhược nan đã lật ngửa bà cụ lên nàng thấy bà ta cầm một miếng lụa mỏng nhưng miếng lụa này lại có ánh sáng bạc lấp lóe nàng biết không phải là lụa thường vậy cầm lên đưa cho thiên cẩn và nói tiếp công tử xem đây là băng phách thần năng một vật chí bảo của võ lâm người nào bị cái lưới này úp chụp trừ phi chân khí của người đó luyện tới mức thượng thừa có thể dùng tam mười chân hỏa ra thiêu đốt thì mới không việc gì bằng không thì không sao thoát khỏi được cái lưới thần này Thiên Cẩn đã nếm mùi rồi nên biết cái lưới ấy lợi hại như thế nào. Nhưng chàng cứ đứng đờ người ra không biết có nên nhận hay không. Nhọc Lan thấy thế thế nhét luôn miếng lụa vào tay chàng. Chàng liền cảm thấy trong tay mình như nắm một cục băng hơi lạnh dồn vào trong người luôn. Nhọc Lan lại nói tiếp. Công tử đang nghe thấy thường băng nói rồi. Mau đem cái lưới này đi đảo băng tiêu mà ẩn núp đi. Nói tới đó nàng khẽ thở dài một tiếng mới nói tiếp. Đáng tiếc tôi phải đi tăng ra bảo. Nàng chỉ nói tới đó thôi thì không nói tiếp nữa. Nếu là lúc thường Thiên Cường nghe nàng nói thế đã hiểu ý ngay, nhưng bây giờ chàng rất dối trí lại tưởng Nhược Lan cởi mình không dám mạo hiểm, mà muốn tìm cách trốn tránh chàng vội đáp. Ai bảo tôi đi băng tiêu đảo nào? Ủa công tử không đi ư? Theo ý tôi thì công tử nên đi tới đó ngay. Tôi đi ngay cũng không việc gì đến cô, cô tưởng tôi thế nào cũng phải đi ư, nhưng tôi... Chàng vừa nói tới đó bỗng nghe thấy tiếng kêu rất ngô nghê ở đằng xa vọng tới. Tiếng này như khóc mà không phải khóc, như rú mà không phải rú khiến anh nghe thấy cũng phải ghê tởm và khó chịu khôn tả tiếp theo đó lại có tiếng cầy lẳng lơ thật là hai thứ tiếng xung khắc nhau đến cực điểm cứ một tiếng kêu lại hòa vào một tiếng cười vọng tới liên tiếp càng lúc càng gần khi ở tăng gia bảo thiên cường đã được nghe tiếng rú quái dị này rồi còn tiếng cười lẳng lơ kia thì chẳng chưa hề nghe thấy bao giờ thiên cường nghe thấy hai thứ tiếng đó càng thấy khó xử thêm cứ gãi tay cào mặt đứng ngồi không yên nhược lan khép bảo chẳng rằng Nguy rồi, tiếng kêu hình như là tiếng kêu của con độc trúc gọi của ma cô đấy. Chúng ta mau ẩn lúc ngay đi bằng không để cho y thị trông thấy thì phiền lắm. Thiên cờ nghe nàng nói như vậy cũng hiểu tình thế nghiêm trọng lắm. Bằng không nhược Lan không hãy sợ như thế đâu. Chàng đang định tìm chỗ ẩn lúc thì nhược Lan đã kéo tay chàng vào một bụi cây gần đó để ẩn lúc rồi. Chàng còn muốn trôi ra tìm nơi khác để trốn. Chứ không cảm ơn nhược Lan. Nhưng lúc ấy tiếng kêu quái dị đã đến gần vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ tư tiểu thuyết câu kiếm của tác giả tử kim phụng nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo